Đi làm gì? Mới làm ở bãi công á. À, làm bãi công á. Vâng. Chứ nghỉ đi chạy hàng không? Ôi dồi ôi, các kiểu. Thất nghiệp bắt đầu mới viết cái các kiểu luôn. Ừ. Toa xe đây hôm nay để anh để sửa cửa mãi. Lúc đến xe nó bảo đây là có chút còn rồi. Mãi đấy. Đổ nước như đổ xa vào bây giờ. Thank you.
ra kép, hành khách có vé xuống ra kép kiểm tra lại sinh tra hành lý của mình, tránh bỏ quên nhập lẫn ở trên xe. Quý khách bình tĩnh chờ cho đoàn tàu dừng bánh hành trong sân ga, quý khách cúi xuống tàu. Đoàn tàu đi lên hàng ngang cho quý khách về đến ga kép. Thank you.
khách về tới ga Lạng Sơn. Quý khách xuống ga Lạng Sơn, xin mời đi về phía giữa đoàn tàu để ra ga. Thank you.